Vậy xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Nắng Sola. Nắng Sola thuộc kênh truyền thông của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng điện công nghiệp năng lượng Minh Bang Sola. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến anh chị và các bạn một cái giải pháp với máy hòa lưới chạy chế độ mà bám theo cái tải sử dụng của mình, kết hợp với đồng hồ meter để chặn, đồng hồ meter tác dụng nó để chặn ngược dòng phát ngược điện lên lưới. Đó, thì với cái xu thế không có công tơ hai chiều hiện nay thì mình lắp các cái hệ như là bám tải này, bám theo tải sử dụng này và các hệ hai rig. Đó, thì như ở video này thì em không còn làm các hệ hai rig cho anh em xem. Bây giờ em chia sẻ cái phương án là làm cái hệ điện năng lượng mặt trời bám theo tải sử dụng kết hợp với meter. Đấy, meter để chặn ngược dòng phát ngược lên lưới. Thì như ở đây em đã đầu nối và setup một cái máy hòa lưới GW 5kW, phía đầu vào PV em đã kết nối rồi. Và cái phía AC đầu vào em đã kết nối cổng RS 485 với đồng hồ meter ở trên đây. Thì như cái đồng hồ meter đây thì cái nguyên lý đầu nối của nó cũng khá đơn giản. Thì như ở đây thì cái nguồn lưới vào của em đây, nguồn lưới vào ở đây thì em đấu cái pha lửa thì em đấu vào chân số 1 này, đầu ra pha lửa thì vào chân ra chân số 2, vào cái đầu CB. Và đầu CB này đấu vào cổng hòa lưới. Nó còn pha nớt đâu. Pha lửa đây, giờ pha N này. Pha N ở đây. Thì pha N ở đây thì em đấu vào chân số 3 và đi ra chân số 4. Số 4 thì ra inverter. Ra inverter thì mình đấu vào cực trên của CB và từ CB mình đấu vào chân của máy hòa lưới. Đó, và ở cái điểm đầu nối ra đây mình lấy một cái nguồn ra, mình đấu vào một cái ổ cắm, mình làm một cái tải giả ra tải sử dụng gia đình mình đi. Đấy, thì như ở đây thì em lấy ra một cái đường tải giả ở đây. Đấy, thì cái ổ cắm nhỏ xinh xinh đây thì em làm ra cái máy khò. Đấy, cái máy khò. Thì như hiện tại ở đây thì em đã kết nối thành công giữa cái meter và cái máy GW này. Thì bây giờ cái dàn công suất PV của em hiện tại như ở đây. Đấy, như PV1 ở đây là hiện tại nó là đã nhận điện áp là 134. Đấy, cái số kilowatt, số watt thì nó là 1.5-1.4 watt nên nó sẽ dao động một chút. Thì cái số dao động này thì gần như là nó sẽ không phát được ngược điện lên lưới. Đó. Và ở đây cái đồng hồ Edgetron thì em sẽ quay cho mọi người xem thì nó có phát ngược điện lên lưới không. Đâu rồi? Tần số. Rồi. Kilowatt. Đây, công suất hiện tại nó là đang 14W. Đấy, gần như là nó sẽ không phát được ngược điện lên lưới. Không phát ngược điện lên lưới nha mọi người. 14W này công suất lấy vào để nuôi inverter. Đó. Thì như ở đây cái dàn PV1 thì em sẽ test trực tiếp cho mọi người cùng xem. Nếu như hiện tại máy nó sẽ không nhận tải và nó sẽ không điều tiết công suất dàn PV để phát ra cái tải sử dụng của mình. Thì bây giờ em sẽ test cái máy khò này để cho nó chạy. Thì dàn PV sẽ bám nhận diện thấy tải, máy sẽ nhận diện tải và điều tiết PV nâng công suất dần lên để nuôi ra tải sử dụng. Đấy, bây giờ em sẽ bật máy này mọi người. Đó. Đấy, mọi người thấy em bật máy chưa? Máy đang chạy đường nóng này. Đó. Đó, thì dàn PV nó đang điều tiết công suất lên này. 98 này, 162 này. Lên 200 rồi, PV1. Tại vì ở đây em có gắn một PV thôi. Đấy, nó lên 366 này mọi người. Đó, hiện tại cái dàn PV của em là nó đang sản sinh là 366, ra tải nuôi ra cái tải sử dụng của mình. Nuôi ra cái tải sử dụng nhà mình, máy khò đang rất là nóng này mọi người. Thấy không? Đồ hòn. Đó, thì như hiện tại ở đây thì nó đang bù lưới vào. Nó đang bù lưới vào 1.524 W. Đó, 1.520 W này. Đó, thì bây giờ em sẽ tắt thử tải đi. Thì cái PV mình lắp rất là ít nên là cái dàn PV của mình nó sẽ lên công suất tối đa. Khi tải cao hơn là cái tải của công suất phát ra thì lúc thì nó sẽ bù lưới vào này. Đó, như hiện tại trời nó đang nắng lên một chút rồi. Nắng lên một chút thì cái công suất dàn PV nó nhận diện nó cao hơn. Nó cao hơn, nó lên đến 600 828 W thì từ PV nuôi tải thiếu bao nhiêu nó bù lưới.
Đó, cái này là PV em lắp được có 3 tấm thôi nên là nó khá ít. Thế bây giờ em thử tắt tải sử dụng đi nha. Tắt tải sử dụng đi là công suất bù lưới nó bắt đầu nó không về không. Đó, tức là nhà mình đã hết tải sử dụng. Đó. Em tắt tải đi này, công suất nó về không dần. Đó, thì hiện tại nó đang nó sẽ bám tải, nó sẽ bám chậm theo tải sử dụng hơn một chút. Đó, thì nó sẽ đôi lúc nó có một số cái dây nó sẽ phát ngược lên, nhưng mà khi tải về ổn định gần như là nó sẽ không phát ngược lên nữa. Mọi người thấy không? Đấy. Công khi tải sử dụng dừng thì lúc đấy là công suất bù lưới nó cũng sẽ không bù lưới và cũng không phát ngược ra lưới. Dàn PV thì nó cũng về 1.1W. Đó. Đấy. Thì em quay cái video này thì giới thiệu để anh em cái giải pháp chạy bám tải. Đó, rất là thông minh với các hệ hòa lưới. Với cái hệ bám tải như này thì mình sử dụng cho các cái tải sử dụng vào ban ngày sử dụng điện nhiều. Đấy, thì mình lắp thì nó rất chi là giảm được cái chi phí tiền điện. Đó. Kết hợp với đồng hồ Etron Meter bên em đang phân phối trực tiếp tại Việt Nam. Đó, và biến tần GrowWatt. Đó. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em theo dõi cái video của Nắng Solar. Rồi, em có nhu cầu cần liên hệ đặt hàng biến tần hòa lưới này, Hyrix Uprix này. Biến tần hòa lưới Hyrix Uprix đồng hồ Meter Etron thì vui lòng liên hệ đến hotline số điện thoại công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp điện công nghiệp năng lượng Binh Bang, số điện thoại 0888999084 hoặc số điện thoại 0976787608. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái video của mình. Rồi, chúc anh em một ngày mới thật là vui vẻ và thành công. Xin chào tất cả mọi người. Anh em thấy hay thì hãy để lại comment và nhớ đăng ký kênh của Nắng Solar để theo dõi những cái video mới để mình cập nhật liên tục, anh em cùng theo dõi nha. Rồi, xin chào tất cả anh em, xin tạm biệt, hẹn gặp lại.